Nghe tao siro tàn hại quá. Chị nhớ rồi, anh chỉ là người thay thế.
3 tiếng 15 phút. 8, 9, 10, 2 tiếng. 2 tiếng. Tiếng nữa xử. Tắm cửa mà bí.
chị gửi vào béo. Ui, em mà kiểu nó mà kiểu nấu ăn nguyên thì em nấu cũng em cho kiểu hạn chế dầu mỡ lắm, chứ chưa nhiều dầu đâu. Nhưng mà chị muốn nấu thì nó không nhiều dầu nữa, kiểu cảm thấy ngấy ấy, cần không quen quen. Chị định dụng một gì? Không, nó còn ong, chị ấy. Rồi chị thích cái gì một chút cả. Chị đỏ như thế này. Đỏ ấy, đỏ, đỏ. Cái này có cam hay là có cherry cũng được. Không chỉ cần thôi. Chị nhuộm màu này nhưng mà nhuộm vẻ màu có nghĩa là các em thu nó nhuộm 4 lần thuốc thì nó lên màu đẹp lắm ấy. Chơi đậu bê đấy, chơi đậu đèo. Mà đưa anh có bạn bè nào các bạn đi chơi đừng có thuốc khéo. Muốn đi nhuộm. Nhưng mà em nhuộm xong sợ là tóc nó dễ hư tổn. Ai chị đi mua nhạc đây. Em á, chị có đây không? Ờ chị mở bài khắc phục đi em. Không, bài này hay vãi. Chị hả? Need to see you. Mày đây hay. Không có nào yêu đó. Yêu rồi trong cuộc đời. Hả? Hả? Mai chửa mẹ. Có hiện mẹ ở trong cái này. Cái bộ lô thuốc đây. Bảo sao ơi mãi chả được. Trang ạ. Thế ra không, tại vì nó hiện ở cái bluetooth ở trong cái này nên cái máy của chị nó không kết nối được. Em đang nghe nhạc mà anh. Em thì bài mới. Anh ra rồi này rồi. Em thì bài mới vào đây à, chứ không phải. Chị có anh hãy bật hết cam lên. Em chẳng có làm bài hết cam lên. Hả? Bật hết cam lên. Ngồi đó nhìn thật. Trang ạ, chị hiểu tại sao em không bắt được ở cái bluetooth của chị rồi. Hả? Là do nó kiểu nó dính cái này này này. Chị thấy hiện cái em hốt ở trên cái cam này. Hả? Mày khóc của em ấy hay lắm. Đó, thì mình muốn nghe tay nghe ăn. Có lúc không em không mang cái chị mang hết làm gì. Sợ. Trời trang ơi. Đây là cười trên mẫu đau khổ của em. Chị rất hạnh phúc. Từ tối là không bị mất hạn. Nó mất váy ra xong lại. Ôi, nếu là anh đi không chơi đây là
À đúng rồi, do anh không chơi game nên là vậy. Thôi anh đừng chơi nữa, để cho bọn em hoạt động cho nó. Baby H. Dỗi. Không ạ, à, với lúc em nghe của chị buồn lắm. Đây ạ. Dỗi. Hay nhờ, hay nhờ. Ôi dỗi thế. Bài này mà kiểu đúng kiểu cái như kiểu dạng chị có người yêu đúng sầu đời, nghe bài này hay không? Chờ đợi người dù biết chờ có cơ hội á. Đúng rồi. Cái gì nhỉ, người ta bảo là cố không giữ mất thì đi đi mất là mất ngồi là mất khóc. Có quảng cáo con gà gà nó kêu ấy cho gà ấy ảo. Chị vừa kêu đấy xong à? Vậy ừ, chị vừa kêu đấy xong. Chị cũng có cái quảng cáo đấy.
gà dai dai đúng không? Gà 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 nuôi ấy, gà mình nuôi ấy. Gà trên đây bở một xứ đây. Rồi chị gửi chị một con gà chọi. Thích thế. Ồ, chân to đùi chắc thịt đâu. Thịt đâu ăn về. Kiểu ăn nó chắc nó dai. Không, hôm em cần một cái con gà đi là gà đấy nuôi được hơn 3 tháng thì nó vẫn còn non ấy. Ăn nó vẫn mềm. Ăn không dai chắc thịt đâu. Em bảo là thịt ngan mang đi. Cân ngan 4-5 cân ấy. Nhưng mà em kiểu to quá. Em bảo cầm nửa con đi xong em bảo thôi con ngọt thèm gà hơn. Xong em bảo là thịt, mẹ em bảo là thịt gà mềm không ăn ngon đâu. Thế là vẫn cố chấp. Chấp nhận ngon. Cái bản IDO của nhóm 999 ấy, 911 ấy, đợt trước không phải là bản official, ngay cả single cũng phải là official, mà bây giờ ra cái bản này mới là official. Chị xem cái bài cái họp báo mới nhất của Đức Phúc ấy, có chia sẻ mà em chia sẻ bản chưa có official. Ồ, em bị sốc luôn mà, em không ngờ đấy không phải là bản official đâu. Bản quen xem mét cái gì ấy. Thank you.
Đang nghe nhạc nó cho cái nó cho nó PA cái nó hát là chờ hoài sao hơn chưa về. Không phải đấy, nhưng mà cái nhạc này nó đúng tâm trạng của em rồi, có nghe rồi. Em đang hiểu không? Không, em biết là nay đấy mà. Nhưng mà mình là gì của nhau? Sao? Huyền thoại một thời này. Ha!
Hả? Chị người đây. Thôi em lại một đứa nổ hũ mời đám cưới. Lớp cơ ba. Đang cũng muốn về. Cũng nghĩa là chị thích đi đám cưới lắm em ạ. Chị không ngại mấy cái này đâu. Nhưng mà đang đi học, không có thời gian để về. Buồn. Mùng 5, mùng 6 là bao giờ nhỉ? Bao giờ đến mùng 5, mùng 6 nhỉ? Nay mùng mấy rồi chị Nguyễn? Mùng 5, mùng 6 âm dương á. Biết âm dương ấy. Chịu. Cáo và dương. À ông. Bọn đám cưới hay mời âm. Bạn em mà nói chuyện hay lắm nhá. Tình hình là tao tìm được đại gia rồi. Trời ơi. Con này là hay dây dây vậy mà. Nó sinh năm 2002, ngày 31 tháng 12 năm 2002. Nhưng ở trên lớp em vẫn cũng gọi nó là chị nhá. Tại vì kiểu quen ấy, chúng nó cũng gọi là chị. Xong chuẩn bị có nghĩa là mấy tháng này sẽ có hai đáo. Hôm đi ăn tất nhiên là cô này nó đã bảo là tao sắp ra Tết là tao sẽ cưới. Cô này là con khác. Trời ơi. Các bạn cứ làm mình luôn nè. Đây chị nghĩ là cái bực mình cái bộ nó hơi chua, nó bắt đầu là chị có bỏ thì chị cưới đó. Đợt trước em về đi đám cưới ấy. Cái con này hôm đấy nó cũng dẫn người yêu về mà. Dẫn người yêu về đi đám cưới. Nhưng không ngờ là đẩy nhanh tiến độ quá. Bất ngờ khi đám cưới. Nó em tưởng là nó ôn thi đợt đấy là nó sẽ thi học đại học đấy nhưng mà nó lại không. Đi đâu mà anh? Ha 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 ha.
đâu. Biết đâu rồi, mai. Mai, à, các em ơi. Anh thua ở. Một cái chết. Có thể đánh chết được cả. Rồi. Chết đi ta. Sorry. Ê, cái bài Say You Do hay. Chị nói một đoạn tiếng Anh nghe xong rồi chị ghi âm giọng lại xong rồi chị ngồi chị đi này. Chị nghe là chị có động lực không? Chị người ơi, chị mà sang nhà em mà chị sẽ thấy lung linh luôn. Sao xem đây? Mày xem đi. Sao? Nhà kiểu nhìn từ bên trên mà cảm giác rất là hiện đại, rất là thành phố luôn. Welcome, welcome, welcome. Nhìn nha, nhìn đẹp nhỉ? Đây nha, nhìn như kiểu nhà hiện đại đúng không? Nhưng mà thật ra nó rất là bình thường. Từ từ xít xong rồi. Đấy. Đây. Không gian mở. À không phải mở nữa thôi thì đây là phòng khách rất là rộng. Đây là phòng tủ đồ chứa với phòng sách. Bên này là nhà vệ sinh. Đấy, đóng kín. Bồn rửa mặt nhìn ra bên ngoài. Nhà vệ sinh đây. Kiểu không thật lại. Nhà này cũng phải có sách nhá. Chịu sách mày ấy, đi ngủ. Bye bye chị. Nhìn từ trên xuống đẹp nhỉ?
Cái video này nó hay có mấy cái quảng cáo nhỉ? Thank you.
mà nghe đường một chiều ấy. Ôi trời ơi, như thế này. Mày. Để, sau ra chạy hành động.